Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm việc ở Up Ngon App, nhân tiện mình chia sẻ với mọi người cách mình up Ngon App. Đây là viên Ngon App đồng ne không có lỗ để vặn vít. Thì trước đây thì ở quê mình thì chỉ có up Ngon App là sau khi lợp ngó xong là up ngó viên ngón áp lên là sao. Theo như nhiều người đã biết thì qua cơn bão số 9 năm 2021 thì cơn bão đã cát quét qua miền Trung và làm tốc mé nhiều ngôi nhà, trong đó ngó đầu bò là bay tỷ lệ rất là cao, cho nên từ đó mình thay đổi cái cách úp ngón áp là mình sẽ sử dụng hồ và chất liệu phụ gia theo dán gạch để mà mình úp ngón áp để làm hạn chế sự gió thổi bay ngó. Mình cũng xin phép với mọi người là quay lại đoạn video đầu tiên thao tác để mình giới thiệu với mọi người sản phẩm keo dán gạch mà mình sử dụng trong việc úp ngón áp để tăng cường độ bám dính. Vì ngón áp là chất liệu đắt và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên dễ bong tróc. Đây là keo dán gạch mình mua ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Mình đã sử dụng nhiều trong quá trình ốp lót gạch đá, hoặc là chẳng hạn như việc mình ngón áp là tăng cường độ bám dính, chống co giãn nhiệt rất là tốt, mình cũng sử dụng cho nước đúng tỷ lệ theo hướng dẫn sử dụng và đánh đều nhuyễn nha đi. Màu sắc đứng lên luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành, mình sẽ làm thực tế theo cái cách mình làm để chia sẻ với anh em. Giờ mình tiến hành đổ vữa để đều cho nó vừa nước vừa ấy để cảm thấy vừa mình sử dụng là được. Rồi bỏ hồ lên trên đỉnh ngoái. Cố gắng bỏ cho nó thật gọn gàng để nó khỏi tè vữa ra hoài, để thứ nhất là để nó gọn gàng sạch sẽ cái mé và đỡ vệ sinh sau khi mình đã hoàn thành xong công việc. Và dùng viên ngó mình úp xuống, đè xuống để sau cho có vữa vữa nó vừa đủ đều trong viên ngó. Các bạn nhìn thấy cái vữa nó sẽ tè ra, nó ăn liền như. Rồi mình sẽ dùng nên keo dán gạch lúc nãy mình đã chia sẻ bôi đều lên hết trên viên ngó. Bỏ một chút trên đầu viên ngó, giữa viên ngó này với viên ngó kia để hè viên ngó nó cũng có thể liên kết với nhau. Đều và cái lò keo này thì nó giữ được cái độ khô rất là lâu, cho nên cái tỷ lệ co nhót của giữa vữa với viên ngó là nó rất là ít, nhưng cái độ bám dính nó rất là cao. Mình đã sử dụng nhiều lần nhưng tiệm đây mình mới chia sẻ với mọi người luôn. Rồi bây giờ mình chỉ cần
em xuống và đè gió tạt xuống, nó dính gì xuống dưới hồ. Mình thì chỉ cần mình dón dính trong phạm vi hay phần ngoái thì cái hồ nó không có tè ra ngoài, nên hai bên mình cũng không cần trống cái gì hết. Để cho ở bên dưới nhìn thấy trên lên mấy ngói thì nó vẫn thẩm mỹ, không nhìn thấy mà trích hồ dư thừa ra ngoài, nên bắt đầu thẩm mỹ. Và các bạn và anh em mà cảm thấy có gì hay bổ ích thì cho mình lượt đăng ký để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Mời các bạn xem tiếp video để mình làm hoàn thành công việc này nhé.
đến đây công việc mình đã xong, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video đây. Anh chị em và các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Chào Xin tạm biệt, chào. hẹn gặp lại.